nay tôi đến đây là để làm một vài động tác về skateboard cho chương trình của Piaggio. What we're doing next is this is the scene where the motorbike goes into the basically the big canvas. Right, well we're just about to film our part of the commercial, which involves me, Piap and Finster doing a little bit of painting on the wall, and then we kind of have to stand back and look at our beautiful work. There's some typical graffiti stuff like high fives and those kind of things, so looking forward to that. I normally paint, so today I'll pretend to paint. Yeah, and I'm gonna fake it. Yeah. Now we're gonna shoot a painting, so that's the most important thing for right now. We need a lot of good lighting in it. Are you happy with the progress so far? Yeah. Yes, not bad. We have a lot of hours to do it, but we have to do it. Thực ra thì CBSO là một hãng xe hàng đầu tiên của Ý, thì mơ ước cũng có một chiếc như vậy. Chắc thì cuối năm cũng sẽ sắm được một chiếc. Không biết CBSO nó có ưu đãi gì cho diễn viên của cái show này không? Cảm giác của em giống như lần đầu, rất là đói và nóng, nhưng mà em thấy cái brand Piaggio là em khoái. Liberty. Piaggio, Art of the Motorbike.